Si rô dâu tây nguyên chất, đậm đà, thơm ngon, giải nhiệt cho ngày Tết nha. Xin chào, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Dung nha. Hôm nay Dung sẽ chia sẻ cho các bạn cách nấu si rô dâu nha. Nguyên chất, đậm đà, thơm ngon, giải nhiệt cho ngày Tết nha. Để biết làm như thế nào thì mời các bạn cùng xem video và vào bếp làm cùng mình nha. Mình chuẩn bị 1 kg dâu nha, lạc cụn sạch rồi ngâm muối rửa sạch nha, để cho nó ráo nước. 1 kg dâu thì mình chuẩn bị 700 g đường nha. Rồi giờ bắt đầu mình đi xát dâu nha, xát mỏng nha. Rồi dâu mình xát xong rồi, bây giờ mình ướp đường vô. Mình cho 700 g đường vô mình ướp. Để giờ mình cho hết đường vào rồi mình trộn đều lên nha. Trộn đều lên. Mình cho lớp đường, lớp dâu cũng được nhưng mà mình cũng phải trộn lên nha. Trộn lên cho nó đều. Rồi giờ mình trộn đều lên hết rồi nha, mình ướp 5-6 tiếng. Rồi dâu của mình ngâm được 6 tiếng đồng hồ rồi nha. Nước nó ra quá trời rồi nè, giờ mình bắt lên bếp mình nấu nha. Mình bắt lên mình nấu nha, mình nấu nguyên chất nha. Đường nó ra nước với dâu mình nấu thôi chứ không bỏ thêm gì nữa nha, không có đổ thêm nước lạnh, cũng không có bỏ thêm gì hết, để im về nấu. Nguyên chất, nấu cho nó tan hết nha. Rồi mình nấu lửa lớn hoài nha cho nó sôi. Nó sôi nhiều lên mình hạ lửa nhỏ nha. Mình thấy có bọt thì mình hớt bớt. Rồi mình để cho nó sôi riu riu về hoài nha. Cho nó thấm sôi cho nó kỹ, mình để lâu nó không có bị hư nha. Rồi nãy giờ mình nấu sôi hơn 10 phút rồi nha, mình thấy nó kẹo kẹo lại là được rồi. Mình tắt bếp mình để cho nó nguội nha. Rồi siro của mình nấu giờ nguội rồi nha, giờ mình múc mình bỏ vô hũ nha. Múc mình bỏ vô hũ rồi mình để tủ lạnh mình để dành nha, hồi nào mình uống là mình lấy ra mình uống. Rồi siro dâu của mình nấu xong rồi nè, giờ mình đi pha ra mời các bạn thưởng thức nha. À, mình pha mình uống mà không hết thì mình bỏ vô tủ lạnh nha. Hồi nào mình thích uống thì mình uống, để lâu không hư không dễ chơi nha, để bao lâu cũng được. Rồi giờ đá mình đập nhuyễn nha, mình bỏ vào ly xong mình múc siro dâu mình bỏ qua nha. Bỏ cả nước cả cái luôn nha. Rồi mình múc xong rồi mình cho muỗng vào. Rồi mình trang trí thêm cọng bạc hà nha. Rồi vậy là siro dâu của mình đã hoàn thành rồi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn yêu thích cho mình xin nút đăng ký nha, nút chia sẻ để kênh mình phát triển. Cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.